Ekip Phi Nhung làm rõ nghi vấn sổ tiết kiệm và chuyện nhãn hàng muốn hợp tác mấy tỷ một năm với Hồ Văn Cường. Ekip Phi Nhung vừa có lời nhắn gửi đầy ẩn ý đến Hồ Văn Cường sau hàng loạt lùm xùm. Dù ekip của Phi Nhung đã trả toàn bộ tiền cát xê gửi thêm 500 triệu cho Hồ Văn Cường và lên tiếng làm rõ mọi chuyện nhưng ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ trong vòng một ngày, ekip Phi Nhung liên tục đăng tải các dòng trạng thái nói về sự thật, cho rằng giọng các bông điên điển đã thương lầm người đến trưa ngày 12 tháng 10, một người trong ekip của Phi Nhung đã lên tiếng cho biết mẹ ruột Hồ Văn Cường đã nhiều lần không đồng tình với cách hành xử của con trai nhưng không thể nói. Anh ngầm khẳng định dòng trạng thái trên fanpage của Hồ Văn Cường không hề có sự can thiệp của công ty. Nếu tôi mà là người viết thì tôi phải cảm ơn mẹ nuôi Phi Nhung đã giúp gia đình con có cuộc sống ấm no, vui vẻ và cảm ơn mẹ sắp nuôi giúp con phải dày dứt lương tâm. Lúc cần nói một câu duy nhất để gia đình êm ấm thì không thể. Lúc được đắc ý rồi thì lại lên tâm thư giải tám thước. Người này cũng làm rõ vấn đề về việc sổ tiết kiệm có thiết kế mới và hy vọng khán giả thôi đòi dùm. Nguyên văn dòng trạng thái từ phía ekip Phi Nhung. Những người ngoài kia, họ cứ nghĩ họ là anh hùng, họ muốn giúp gia đình đoàn tụ, nhưng họ đâu biết rằng họ đang muốn chia ly một gia đình, vì mẹ không đồng tình với cách đối nhân xử thế của con mà không thể nói, bà mẹ ít chữ nên mỗi lần mở miệng thì con nó bảo bà im đi nên mẹ và cháu ngoại nhất định không chịu rời khỏi cái động quỷ. Đó vậy là đang giúp đó ư. Tôi khẳng định là tôi không viết status trên pet đó. Nếu tôi mà là người viết thì tôi phải cảm ơn mẹ nuôi Phi Nhung đã giúp gia đình con có cuộc sống ấm no vui vẻ và cảm ơn mẹ sắp nuôi giúp con phải dây dứt lương tâm. Lúc cần nói một câu duy nhất để gia đình êm ấm thì không thể. Lúc được đắc ý rồi thì lại lên tâm thư giải tám thước. Con có thường lên mạng xã hội không thì con tự biết, hay trước kia chỉ là gia đình muốn giúp con làm đẹp lòng các mẹ trên mạng. Nick, pet hay Youtube của con thì công ty không muốn bàn cũng không có ý định lấy vì đã nói là sẽ để dành cho con. Nhưng nếu con cứ khăng khăng trả thì chú sẽ yêu cầu block toàn bộ theo ý con muốn. Cũng không cần các mẹ trên trang mạng viện cớ để đòi dùm, muốn cho mà người ta không nhận nên không cần lên tiếng hộ, đã nhiều lần mình dùng từ cố nói giảm nói tránh rồi, nên giờ không cần phải ép để biết nhiều hơn những điều không nên biết. Còn việc sổ tiết kiệm cũ hay mới thì đó cũng là chuyện bình thường, họ có quyền đáo hạn hay thay đổi cũ mới là quyền của họ, quan trọng là họ muốn bảo toàn số tiền đó, gốc lãi để dành đủ đến 6 năm sau rồi có công ty nhãn hàng nào đó muốn hợp tác mấy tỷ một năm thì cứ thoải mái liên lạc trực tiếp đi, không cần phải lên status dài hạn, kêu gọi hợp tác. Mọi việc đã được giải quyết ổn thỏa để khép lại trước khi tang lễ được tiến hành, nên tôi chỉ có một yêu cầu cuối cùng là làm ơn để chúng tôi được yên và mọi việc phát sinh sau này miễn bàn. Nếu không làm được những điều gì tốt đẹp cho nhau thì cũng hạn chế làm nhau buồn và cầu chúc cho nhau những sự hạnh phúc viên mãn. Chúc còn vững bước trên đường đời trông gai, chỉ thế thôi. Trước đó, cư dân mạng đã soi ra mẫu sổ tiết kiệm mà mẹ Hồ Văn Cường cầm trên tay, thực chất là mẫu sổ mới nhất được ngân hàng phát hành. Còn nếu là sổ tiết kiệm từ 5 đến 6 năm trước, thời điểm Hồ Văn Cường vừa nhận tiền thưởng xong thì lại là một mẫu sổ với thiết kế có nhiều khác biệt. Điều này chứng tỏ sổ tiết kiệm mẹ Hồ Văn Cường giữ đã được lập sau sổ tiết kiệm của netizen kia, tức là chỉ từ năm 2020 đổ lại đây. Sự việc này từng gây không ít tranh cãi cho đến khi phía ekip Phi Nhung lên tiếng. Sự thật mới vỡ lẽ là gia đình có quyền đáo hạn thay đổi cũ mới, đó cũng là quyền của họ. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nổ ra, xoay quanh ồn ào cát xê. Nhiều người cho rằng Hồ Văn Cường chưa khéo léo trong việc ứng xử. Trong khi đó cũng có người bênh vực và cho rằng cậu bé vẫn còn nhỏ tuổi. Việc người lớn liên tục lên tiếng dồn ép giọng ca nhí không phải là thượng sách có lẽ ngay lúc này, người trong cuộc nên bình tĩnh giải quyết từng nút thắt. Đó cũng là cách để Phi Nhung ở nơi phương xa an lòng. Phương Mỹ Chi lên tiếng khi liên tục bị gọi tên trong ồn ào Hồ Văn Cường. Tối ngày 12 tháng 10, Phương Mỹ Chi đã đăng tải một đoạn tâm thư giữa lúc tên tuổi của nữ ca sĩ trẻ đang được nhắc đến liên tục giữa ồn ào cát xê của Hồ Văn Cường. Suốt nhiều tháng nay, kể từ khi câu chuyện cát xê của Hồ Văn Cường với công ty cũ bùng nổ, netizen liên tiếp so sánh cậu với Phương Mỹ Chi cùng xuất thân từ các cuộc thi âm nhạc, cùng hát dòng nhạc dân ca, cùng được bố mẹ nuôi là các nghệ sĩ nổi tiếng đỡ đầu, nhưng cả hai lại có số phận quá khác biệt. Mở đầu bài viết, Phương Mỹ Chi cho biết cô rất biết ơn về sự quan tâm của khán giả, nhưng cô hy vọng sự quan tâm ấy sẽ dành cho những sản phẩm nghệ thuật, những điều vui vẻ tích cực. Nếu ca sĩ trẻ cũng nhấn mạnh, cô chỉ muốn tập trung làm việc của mình thật tốt. Phương Mỹ Chi khẳng định cô đã đủ nhận thức để làm chủ tiếng nói của mình, biết mình nên làm gì và nếu cần thiết sẽ ủy quyền duy nhất cho đại diện truyền thông để cập nhật thông tin đến khán giả. Ngoài ra nữ ca sĩ cho biết cô không ủy quyền phát ngôn cho bất kỳ ai, bao gồm cả người thân, quản lý cũ. Cô hy vọng sẽ được tôn trọng quyền riêng tư của mình. Và nếu muốn chia sẻ, Phương Mỹ Chi sẽ là người tự nói lên ý kiến chứ không nhờ người khác trước đó vào sáng cùng ngày một cư dân mạng đã để lại bình luận cho rằng dù bằng vai phải lứa nhưng cuộc sống và sự nghiệp của phương mỹ chi thuận lợi trải đế hoa hồng còn hồ văn cường chỉ toàn sóng gió mặc dù im lặng lướt qua rất nhiều bình luận nhưng phương mỹ chi đã lên tiếng đáp trả trước lời nhận xét này không vòng vo hay viết tâm thư cồng cành nếu ca sĩ nhí trả lời vòn vẹn ai cũng có sóng gió chả trả ai trải hoa hồng chỉ với 10 chữ dân tình cho rằng Phương Mỹ Chi có vẻ không hài lòng khi bị so sánh và ngầm nêu quan điểm ai cũng có khó khăn riêng mà chỉ người trong cuộc mới thấu hiểu. Với bức tâm thư mà Phương Mỹ Chi chia sẻ trong tối ngày 12 tháng 10, quả thật là cô đã hoàn toàn trưởng thành và độc lập trong suy nghĩ, phát ngôn lẫn quan điểm của mình chứ không còn là một ca sĩ nhí non nớt của những năm về trước. Cụ thể, chia sẻ của Phương Mỹ Chi như sau: Xin chào cả nhà, Phương Mỹ Chi thật sự rất biết ơn sự quan tâm của mọi người đối với chi nhưng chi rất hy vọng sự quan tâm của khán giả dành cho chi là đón chờ những sản phẩm nghệ thuật những điều vui vẻ tích cực chi chia sẻ xung quanh cuộc sống và chi chỉ muốn tập trung làm việc của mình thật tốt chi đã đủ nhận thức để có thể làm chủ tiếng nói của mình biết mình nên làm gì và nếu cần thiết chi có thể ủy quyền cho đại diện truyền thông của mình là anh hqt cập nhật thông tin đến khán giả Ngoài ra chi không ủy quyền cho bất kỳ ai thay mình nói lên những câu chuyện xung quanh bản thân chi, vì một lời nói khó nói hết được nên hy vọng những người thân, quản lý cũ hãy tôn trọng quyền riêng tư và tôn trọng chi. Nếu chi muốn chia sẻ, chi sẽ tự mình nói lên điều đó. Quản lý truyền thông của cố nghệ sĩ Phi Nhung ẩn ý, một khi đã phơi bày sự thật cụ thể thì hậu quả khó lường. Mới đây trên trang cá nhân của mình, anh Quang Trí, quản lý truyền thông của cố ca sĩ Phi Nhung, đã đăng tải một bài viết ngắn ẩn ý về những lùm xùm vừa qua liên quan tới chuyện tiền cát xê của Hồ Văn Cường. Trong bài viết của mình, anh cho biết có những sự thật một khi đã phơi bày sẽ mang lại hậu quả khó lường. Và theo anh, nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng dồn họ vào đường cùng. Cũng trong chia sẻ, quản lý truyền thông của cố nghệ sĩ Phi Nhung cũng nhắn nhủ, tới thông tin được chia sẻ từ những người nổi tiếng hay KOLs những người có tích xanh nhiều bạn tích xanh mà phán như đúng rồi các bạn có tiếng nói nhưng chưa chắc các bạn biết câu chuyện nửa sự thật còn chưa chắc là cả sự thật nặng nhẹ ở phát ngôn cũng nằm ở cái tầm và tri thức đừng dùng nọc độc chỉ vì thiếu hiểu biết cũng nhiều bạn inbox mời mình làm tích xanh ví dư điều kiện nhưng mình từ chối người ta follow mình vì tiếng nói trung thực uy tín của mình chứ đâu phải vì một cái dấu cái uy nằm ở thần thái, cái tín nằm ở cái tâm, anh Quang Trí chia sẻ. Theo nhiều người, dù không nhắc trực tiếp tới bất kỳ tên ai trong status của mình, nhưng có vẻ như quản lý truyền thông của cố nghệ sĩ Phi Nhung muốn nhắn nhủ rằng mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Không chỉ vậy, anh cũng hy vọng những người không nông giáo câu chuyện xin đừng phát biểu một cách vô căn cứ. Cụ thể, chia sẻ của quản lý truyền thông cố nghệ sĩ Phi Nhung Chẳng lẽ lại viết 8 sự thật tập 2? một khi đã phơi bày cụ thể thì hậu quả khó lường và mình quan điểm mục đích của chúng ta trong cuộc sống này là để giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng dồn họ vào đường cùng. Nhiều bạn tích xanh mà phán như đúng rồi. Các bạn có tiếng nói nhưng chưa chắc đã biết câu chuyện. Nửa sự thật còn chưa chắc là sự thật. Nặng nhẹ ở phát ngôn cũng nằm ở cái tầm và tri thức. Đừng dùng nọc độc chỉ vì thiếu hiểu biết. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác ngã ngửa với quá khứ bất hảo cách đây 2 năm của nhãn hàng chi tiền tỷ cắt xê cho Hồ Văn Cường. Sau khi thông tin lan truyền trên mạng xã hội, dư luận lập tức tìm ra chân tướng người này và ngã ngửa khi nhãn hàng này từng dính vào một vụ lùm xùm về giấy phép vào năm 2019. Cụ thể, dược phẩm HH có tiền thân là nha khoa HH rất nổi tiếng nhưng từng bị Sở Y tế Hà Nội ban hành quyết định thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong quyết định nêu rõ nhà khoa HH không được thực hiện khám chữa bệnh từ ngày 4 tháng 12 năm 2019 và phải nộp bản gốc giấy phép về sở y tế. Theo ghi nhận của báo chí vào tháng 7 năm 2020, nhà khoa này vẫn làm việc chui. Chưa dừng lại, cư dân mạng tiếp tục tìm ra nhà khoa HH còn từng hợp tác với cặp đôi cô dâu 62 tuổi và chú rể 26 tuổi, thu sao hoa cương để quảng cáo, thu hút nhiều lượt like và view trên mạng xã hội. Nhiều nội dung trong đó đánh vào sự tò mò đời tư, bịa chuyện phản cảm. Sau một thời gian hợp tác, cô dâu 62 tuổi thu sao và nha khoa hát hắt lại cơm không lành, canh không ngọt, tấn công nhau ẩm mỹ trên mạng. Cùng với quá khứ bất hảo, các cư dân mạng còn cho rằng nhãn hàng này đang mượn tên tuổi Hồ Văn Cường để đánh bóng tên tuổi. Đây mới là mục đích chính, chứ chắc gì đã hợp tác hay trả 10 tỷ cơ chứ. Dù suy đoán như vậy, nhưng rất nhiều người mong điều đó là sai để Hồ Văn Cường có được tương lai tươi sáng phía trước. Hiện đứa ca sĩ vẫn chưa phản ứng gì trước lời mời trên. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh tin sắt đánh. Nếu thấy bản tin hay hoặc có những lời góp ý khác cho kênh, mong quý vị đừng ngần ngại thể hiện qua phần bình luận. Cảm ơn quý vị và các bạn. Sau đây sẽ là những nội dung đáng chú ý khác.